Bất ngờ trước nhan sắc, chị em gái ruột nhà Kiều Minh Tuấn. Có thể nói, chị em gái ruột của Kiều Minh Tuấn sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu. Sau sự thành công của bộ phim Em Chưa 18, Kiều Minh Tuấn trở thành cái tên nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Chính vì vậy mà những thông tin về đời tư, gia đình của nam diễn viên cũng nhận được sự quan tâm không kém. Mặc dù thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống hàng ngày của mình với người hâm mộ, tuy nhiên, Kiều Minh Tuấn rất hiếm khi tiết lộ về người thân trong gia đình, đặc biệt là ba chị em gái ruột của nam diễn viên. Gia đình Kiều Minh Tuấn có tất cả 4 anh chị em, nam diễn viên là con thứ 2 trong gia đình. Các Phượng và con trai đều rất thân thiết với các thành viên trong gia đình Kiều Minh Tuấn. Đại gia đình thường có những chuyến đi chơi cùng với nhau. Chị gái nam diễn viên tên là Nhu đã lập gia đình và có một cô con gái đáng yêu. Dù đã là mẹ một con, nhưng chị gái Kiều Minh Tuấn sở hữu nhan sắc và vóc dáng không hề thua kém bất cứ cô gái nào. Có thể thấy chị gái Kiều Minh Tuấn thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ mẹ. Sau Kiều Minh Tuấn còn có một cô em gái xinh đẹp tên là Thủy. Cô cũng có gương mặt với nhiều đường nét giống mẹ. Em gái Kiều Minh Tuấn chụp ảnh nhí nhảnh cùng mẹ, chị và cháu gái. Khác với người anh nổi tiếng của mình, Thủy sở hữu đôi mắt hai mí to tròn và khuôn mặt nhỏ nhắn. Để mặt mộc, nhưng nhan sắc của cô nàng dường như không bị suy giảm chút nào, nhất là làn da trắng mịn màng khiến nhiều người phải trầm trồ ghen tị. Gu thời trang của cô nàng cũng khá đơn giản và trang nhã. Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của em gái Kiều Minh Tuấn. Kiều Thiên Yến là em gái út của Kiều Minh Tuấn, cô nàng cũng là người có phong cách thời trang khác hẳn với hai chị gái của mình. Nếu hai người chị gái chuộng phong cách đơn giản trang nhã, thì Thiên Yến lại thích gu thẩm mỹ năng động, trẻ trung và cá tính. Bên cạnh đó, Thiên Yến còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và sắc sảo. Cô nàng được đánh giá là người có gương mặt, ít có nét giống với anh trai Kiều Minh Tuấn nhất. Gương mặt vừa lai, đôi mắt hai mí to tròn và chiếc mũi cao thẳng tắp của Kiều Thiên Yến khiến nhiều người phải ganh tị. Dù để mặt mộc, nhưng những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô nàng cũng không thay đổi là bao. Vóc dáng thon thả và nóng bỏng của Kiều Thiên Yến. Ba chị em gái của Kiều Minh Tuấn rất thân thiết cùng với các Phượng. Thỉnh thoảng, hai cô em gái còn đi ăn cùng với anh trai và cô Bơm, con trai của các Phượng. Khởi My chưa muốn cưới đã muốn mừng hẳn 20 triệu, nhưng đám cưới Hoàng Anh, Kiều Minh Tuấn lại phủ phàng thế này đây. Là đồng nghiệp diễn chung nhiều phim, không ngờ Kiều Minh Tuấn lại đối xử với Hoàng Anh như vậy. Khởi My, Kevin Khánh vừa tổ chức đám hỏi, các Phượng đã chúc mừng cặp đôi này và hứa đến ngày tổ chức đám cưới sẽ mừng hẳn 20 triệu. Bạn trai đang nổi tiếng nhờ bộ phim Em Chưa 18, nên các Phượng đùa rằng sẽ xin Kiều Minh Tuấn số tiền mừng khủng đó. Thân thiết với Khởi My và Kevin Khánh, nên rất nhiều người hâm mộ cũng cho rằng Kiều Minh Tuấn và các Phượng sẵn sàng chi khoản tiền lớn như vậy, thậm chí còn thêm chứ không bớt. Cũng đóng chung nhiều phim, nhưng đám cưới Hoàng Anh, Kiều Minh Tuấn bận việc không thể đến dự và đã gửi phong bì cho đồng nghiệp đi hộ. Hoàng Anh hào hứng chia sẻ phong mừng cưới của Kiều Minh Tuấn. Được Kiều Minh Tuấn nhờ đi hộ, Hoa hậu Bảo Lâm đã để lại lời nhắn trên phong bì khiến ai cũng phì cười. Diễn viên hài hước Kiều Minh Tuấn đi không được gửi Bảo Lâm Hoa hậu đi giùm, nên coi lại mối quan hệ này. Vợ chồng Trấn Thành, Harry Won đại gia đến mức nào? Ở độ tuổi của vợ chồng nam MC, dám khẳng định anh không có nhiều đối thủ so kè tài sản. Cách xê cao ngất, chạy xô mệt nghỉ. Trấn Thành là một trong những gương mặt đắt xô nhất nhì hiện nay. Anh xuất hiện nhiều ngang ngửa danh hài Hoài Linh, thời kiếm tiền xây nhà thờ tổ. Tần suất chóng mặt như thế được lý giải rằng Trấn Thành sở hữu cái duyên phổ thông và có thể tham gia rất nhiều vai trò, diễn hài, làm MC, giám khảo, đóng phim, thậm chí là ca hát. Đó là chưa kể những hợp đồng đắt giá từ đóng quảng cáo và đi sự kiện. Mỗi vai trò lại có bảng giá khác nhau, chẳng hạn như ở vai trò ngồi ghế nóng, có nguồn tin tiết lộ anh được trả 30 triệu cho mỗi tập lên sóng truyền hình. Song với sự kiện lớn, một bầu show cho biết phải chi 6.000 đô, khoảng 136 triệu đồng, để mời Trấn Thành, anh còn ký hợp đồng quảng cáo với nhiều nhãn hàng như bột giặt, nước giải khát, làm đại sứ thương hiệu đồng hồ, điện thoại. Do đó, không quá ngạc nhiên khi thu nhập của Trấn Thành trong bảng rà soát thuế thu nhập cá nhân năm 2012 là hơn 1,9 tỷ đồng, cao gấp đôi danh hài Xuân Bắc.
Harry Won chủ yếu kiếm thu nhập từ chạy show ở quán bar và cát xê không dưới 30 triệu đồng một show. Nữ ca sĩ cũng đi đóng phim và được trả trên dưới 500 triệu đồng tù vai diễn kịch bản. Con số này đã tăng lên nếu đó là hợp đồng quảng cáo. Hiện tại dù bị chê, nhưng Harry Won đã thường xuyên xuất hiện trên ghế giám khảo. Ngoài hoạt động trong showbiz, Harry Won còn là đại diện cho một thương hiệu giày bình dân. Tự cày tiền sắm nhà cao và xe đẹp. Trấn Thành, Harry Won đều rất hiếm khi để lộ thông tin nhà cửa. Trong dịp tình cờ thí sinh thách thức danh hài là Lê Thị Dần đến tập kịch, thì một vài hình ảnh nhà Trấn Thành mới được tiết lộ. Nhìn từ bên ngoài, nhà anh khoảng 3 tầng, không bao gồm trệt với thiết kế khang trang hiện đại. Bên trong nhà nam MC rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Harry Won cùng gia đình khi sang Việt Nam sống có chỗ đi về riêng, đó là một ngôi nhà trong hẻm, trông khá bình dân với diện tích khiêm tốn và nhiều đồ đạc. Nữ ca sĩ mua nhà trả góp, đến cuối năm 2015 vẫn nợ hơn 1 tỷ đồng. Song Harry Won vô cùng tự hào vì số tiền mua nhà hoàn toàn do cô lao động kiếm được. Đến cận kề ngày cưới, cô mới trả dứt điểm số nợ. Vì tiết kiệm tiền trả góp mua nhà mà Harry Won không sắm xe riêng, mọi việc đi lại biểu diễn thường được bạn trai đưa đón. Chiếc xe từng gắn chặt với việc đi lại của Trấn Thành. Sau đó, nam MC đổi sang chiếc xe Mercedes-Benz đắt đỏ và thường xuyên dùng để đưa đón Harry đi biểu diễn. Đến năm 2015, Trấn Thành quyết định sắm chiếc xe mới trắng muốt, đời mới với giá trị gần hơn 4 tỷ đồng. Hàng hiệu chất đầy người, Trấn Thành không quá xe xua trong mua sắm hàng hiệu, song chỉ tính riêng bộ sưu tập giày và nước hoa cũng đủ khiến bao cánh mành râu thèm thuồng. Trang phục Trấn Thành ưa thích là vest, blazer hoặc trench coat có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Trong ngày cưới, vì muốn có chiều cao nổi bật bên cạnh Harry Won mà anh đã chi 1.000 đô khoảng 22 triệu đồng để mang đôi giày độn. Dù chưa một lần lên tiếng, nhưng nhiều người nhận định Harry Won chăm dùng hàng hiệu hơn từ ngày yêu Trấn Thành. Chiếc đồng hồ này của Trấn Thành có giá khoảng vài chục triệu đồng. Trong buổi ra mắt phim 49 ngày do mình đồng hành, Harry Won diện váy Lê Thanh Hòa trị giá 22 triệu đồng, tay cầm lết trị giá 30 triệu đồng. Giá của chiếc túi Chanel đỏ rực mà Harry Won thường đeo khoảng 90 triệu đồng. Thiết kế Chanel vintage màu trắng này có giá mềm so với nhiều bản trước cùng hãng, song cũng vào khoảng 2.900 đô, gần 65 triệu đồng. Còn đây là mẫu túi của nhãn hàng nổi tiếng khác, được niêm yết giá với giá là 1.950 đô, gần 43,5 triệu đồng. Cái giá cho sự nổi tiếng chạy show triền miên của Xuân Bắc. Để có được sự nổi tiếng, Xuân Bắc cũng có những góc khuất vì mệt mỏi do chạy show quá nhiều. Mới đây, Xuân Bắc lên Facebook để xin lỗi vì việc đến trễ buổi họp báo gần 2 tiếng đồng hồ. Anh để ban tổ chức và báo giới phải chờ đợi rất lâu. Đến khi buổi họp báo kết thúc được nửa tiếng, anh mới có mặt. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía ban tổ chức, Xuân Bắc đến trễ là do phải đi bán vé và kêu gọi ủng hộ cho chương trình Ấm Tình Nghệ Sĩ kỷ niệm ngày giỗ tổ ngành sân khấu Việt Nam. Xuân Bắc là một trong những danh hài nổi tiếng nhất Việt Nam. Anh được khán giả, đặc biệt là các bạn nhỏ rất yêu mến. Tham gia các sự kiện chương trình, Xuân Bắc luôn nhận được tình cảm, sự chú ý từ phía cộng sự, những cô gái trẻ. Nói không quá rằng, Xuân Bắc cũng chính là tâm điểm chú ý mỗi khi anh xuất hiện tại bất cứ đâu. Tự tin sánh vai cùng các ngôi sao giải trí khác, những hình ảnh như thế này không còn lạ đối với Xuân Bắc. Tuy nhiên, đằng sau sự nổi tiếng hào nhoáng, đó là sự đánh đổi không nhỏ. Xuân Bắc cũng có những góc khuất, sự mệt mỏi vì phải làm việc chạy show quá nhiều. Hiện anh là một trong những danh hài đắt show, làm việc cả tại hai miền, bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi lại trở ra trong một ngày đã là việc quá quen với chàng núi. Tất nhiên trong những chuyến bay đó, danh hài cũng phải vạ vật ở sân bay vì chờ đợi trễ chuyến quá cảnh đối với những chuyến công tác nước ngoài. Trên sân khấu hào nhoáng là thế, nhưng ở hậu trường là hình ảnh phờ phạc mệt mỏi vì tập luyện thế này. Xuân Bắc hay Tự Long đều thuộc biên chế các nhà hát, nên để chạy show tham gia các chương trình táo quân, anh đều phải tranh thủ tập vào buổi đêm. Sự mệt mỏi vì thiếu ngủ là điều không thể tránh khỏi. Bữa ăn cũng chỉ là tạm bợ cơm bụi bánh mì. Xuân Bắc và một hình ảnh hậu trường cùng Công Lý. Trong lúc bàn bạc về kịch bản, Xuân Bắc không giấu được sự mệt mỏi. Tranh thủ ăn lót dạ trước khi lên diễn. Trong những ảnh hậu trường được tiết lộ, Xuân Bắc cho thấy sự mệt mỏi vì lịch làm việc dày đặc của mình. Anh chụp cùng danh hài Minh Vượng trong cánh gà một chương trình ca nhạc.
Tuy nhiên, dù hoàn cảnh nào, anh cũng luôn nở nụ cười trên môi, nhất là khi được chụp ảnh. Vài năm trở lại đây, với tần suất làm việc dày đặc, có thể thấy xương Bắc mệt mỏi và gầy đi trông thấy. Thời trẻ anh từng có cơ bắp thế này, tuy nhiên từ khi nổi tiếng, với lịch trình làm việc dày đặc, anh không còn thời gian để tập luyện thể hình. Những hình ảnh đời thường đầy giản dị của Xuân Bắc. Ít ai nghĩ rằng Xuân Bắc nổi tiếng và hào nhoáng trên sân khấu lại có những giây phút ngoài đời thế này. Tập luyện cho một tiết mục dành cho các bạn nhỏ, Xuân Bắc và nghệ sĩ Phú Đôn giản dị trong hậu trường tập luyện cho một vở kịch. Danh hài chạy show cho thiếu nhi từ sáng đến chiều, giây phút hóa trang trong hậu trường.